bay với cái bầu đi nước xuôi lôi vậy sao cái chiếc bơm cát này. Biết bao lâu luôn mà mới lên tới chỗ đó. Vừa voi cua được khoan nha, chứ chưa có lấy cái lái này được nha. Tin rồi các bạn. Chảy băng băng.
vậy. Lớn vậy. Quá sóng à. Ôi rồi. Rồi. Chiếc ghe nó bị hút nước vô chiếc xà lan rồi. Quá khối rồi. Xà lan tóp ga là anh mới qua nổi nha, nó bị hút nước các bạn. Văng cái đầu mình luôn. Chiếc kia là chạy tới trên đó lên không được các bạn ơi, tụt rồi. Thì bây giờ ra tín hiệu cho chiếc này chạy lên, đừng có chạy lên nữa nha. Trời ơi, đâu xuất hiện chiếc gà biển xuống đó vậy? Rồi, mình không biết là xử lý tình huống như thế nào luôn các bạn. Chiếc kia thì là tụt rồi nha. Chạy không lên nè. Giờ dưới đây đông thêm 2-3 chiếc nữa, trên xuất hiện thêm chiếc tàu biển nữa. Dòm cục luôn. Rồi trên kia thì tàu biển đi xuống luôn rồi các bạn. Chà. Căng nha, tình huống này né nha, hơi căng nha. Nước nó đẩy chiếc xà lan kia, cố gắng là cứ lên ra chạy lên thử coi được chút nào hay chút đó ha, mà mình không biết là có lên được hay không. Quay luôn rồi. Trời ơi sát đít luôn rồi. Chà, chiếc tàu biển không biết qua được hay không nha. Quá hẹp rồi. Chiếc này muốn vượt cũng không được. Chiếc này muốn vượt cũng không được nữa. Tàu biển đi sát bờ luôn rồi kìa. Ôi. Giờ cố gắng là tạo một đường thẳng để mà chạy luôn các bạn, đừng né chứ tàu biển cho xuống rồi tính gì tính ha. Tàu biển này thì nhanh chóng là xiết để mà qua cái cua này các bạn, không có dám chần chừ. Ôi. Con gà tiếng bồn nhõng. Đó.
trở lại với chiếc xà lan các bạn, xà lan cẩm hồi nãy ha. Thì bây giờ là không biết là có lên được hay không, mà bây giờ vẫn còn chần chừ ở khúc đó kìa. Wow, nổi sóng luôn. Ồ, quá dữ. Lên sóng luôn kìa. Trời ơi. Quá nước lớn luôn rồi. Không biết là cái chiếc xà lan kia là lên được không nha các bạn. Mình thấy là cố lên ga để mà chạy thôi. Nghĩ là gán chạy luôn các bạn ơi. Đây chiếc ghe cày không có lên ga chạy luôn các bạn. Thả trôi luôn mà nó chạy băng 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 băng. Chỉ bẻ lái thôi ha. Ghe này chở ba cừu chàm. Cái trước này ba cái này chắc để làm củi quá. Dạ. Nước đổ rất là dữ nha các bạn. Đây có chiếc ghe này ra biển các bạn. Có cái quán ở đằng trước nữa ha. Đã thì chắc. Chiếc vỏ cháu đình chạy. Hiện giờ trời rất là nắng nóng các bạn, cực nóng luôn. Mực nước sông khu vực này hiện giờ rất là cạn nha. Đây là ở Kiên Giang các bạn, một đoạn sông thuộc của tỉnh Kiên Giang. Đoạn này gần cái dàm Bà Lịch đi ra biển nha các bạn. Đây là những chiếc xà lan đi qua khu vực này để qua các tỉnh khác nha. Chiếc này cũng khá là lớn nè. Hiện giờ xâm nhập mặn khu vực này rất là nặng nề các bạn.
nắng nóng và xâm nhập mặn. Các bạn thấy là nước rất là thấp. Chiếc này quá lớn các bạn ơi. Chiếc vô lại tầm khoảng 15 tấn các bạn. 13 đến 15 tấn nha. Và chiếc này được đặt máy sáo và lái bằng vô lăng các bạn ơi. Chơi vô lăng hẳn hoi luôn nha. Giờ nó là xịn sò nha. Chạy qua xà lan còn giảm tốc độ nữa. Xà lan chở gạch. À, nước đổ đổ trên này chạy cũng dữ lắm nha các bạn. Kìa. Wow, nổi sóng luôn. Kìa quặng kìa. Ui 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 ui. Này anh đảo lại quận nữa này các bạn, lên sóng rồi. Quá. Wow. Ui 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 ui. Trời ơi. Kìa. Ghê vậy. Xà lan mà đi nước đổ như thế này rất là căng các bạn. Chạy là khoảng hơn nửa ga không ha. Kìa. Nó đậu rồi. Rồi trên kia mình thấy là chiếc đó mở dây chạy rồi các bạn. Mình không biết là chạy nổi hay không nha. Wow. Kìa đạp ga kìa. Nước cuộn cuộn luôn. Nãy giờ là anh đợi cho mực nước nó chảy đầm lại yếu là các bạn mới bắt đầu mới chạy lên ha. Phía sau chiếc này dòm rồi luôn rồi. Quá căng rồi, chiếc xà lan hai cabin. Nước đổ như lũ về vậy trời. Gán à. Rồi luôn rồi. Quá các bạn, nãy giờ anh mở dây rồi bắt đầu mới chạy lên trên đây ha. Đạp mà nó bơi nước rồi kìa. Wow.
các bạn, chỗ hai cái kinh đầu kinh nha, qua lại luôn kìa. Còn chiếc là hồi nãy giờ không có lên các bạn, để cho chiếc đó đi trước ha, không dám lên ha. Bạn nhìn nước nó đổ quá nè, quá trời rồi. Này thả lai gai chạy lên luôn. Nguồn lên tới trên cái nhà sàn luôn nè, đứng ngập vào mình luôn rồi. Có mấy chiếc đổ như chạy cái mùa nước như thế này rất là căng các bạn. Và mùa này mùa hạn nha. Trời ơi, nước có đổ. Tiếng nước mà dỗ người cạch luôn. Quá khủng khiếp rồi. Không biết rồi chiếc 20 kia chạy lên được hay không nữa. Mình thấy chạy rất là chậm luôn rồi. Cố gắng là anh vượt qua được cái đoạn ngã tư là chạy được các bạn. Đây chiếc xà lan bọn các bạn. Ở phía trước các bạn quan sát luôn ha. Xà lan bọn rất là lớn ha, độ cabin bên trên. Này của xà lan của Vĩnh Long các bạn. Chiếc này cái mớn nước của nó là 3 mét luôn ha. Bởi vì nhìn ảnh rất là lớn luôn. Mà chạy cái này thì nó chưa tới 3 mét nữa. Và chạy mấy chiếc bồn rất là lớn các bạn. Lần ôm cua nước nó rút lên nè. Ghê không? Lấy cái lái rồi nè. Cái càng khá là dữ luôn nha các bạn. Đây chiếc nổi đi vô nha. Chiếc này có bơm một ít nước ở phía trong mà mình khá là cao, là bự luôn. Cái mực nước chỉ có 2m8 thôi. Chiếc này là đi biển đó nha. Bập.
khúc đầu nghe vang quá, khúc sau nghe như nghẹt mũi vậy không biết. Tiếp tục thì ở phía sau chiếc này đi lên đó nha các bạn. Chiếc này cũng là đi biển luôn. Cái con nước hiện tại là đang gồng các bạn, nhưng mà không có gồng sát quá, gồng nhẹ. Dưới này có một chiếc xà lan là chở đồ như là đồ phế liệu các bạn, đồ sắt rồi ha, đang lên đó. Bóp cái càng như càng xe tải luôn. Cái bô kìa, quá trời cái tiếng bô gãy ghê vậy. Chiếc này chở đồ giống như là ba cái phế liệu sắt rồi kìa các bạn.